Yo, chào mọi người nhá. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Và chúng ta tiếp tục tìm hiểu về Last Free. Thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn lần nha. Một trong những cái kiểu biến chúng ta sử dụng thật là nhiều luôn. Thật sự là rất là nhiều ở trong cái lập trình của Last Free nha. Bốn lần chính là để kiểm tra mà. Thế nên là chúng ta sẽ dùng rất nhiều luôn đấy. Ok, để mà làm công việc này thì đầu tiên mình sẽ tạo ra một cái biến đây. Sẽ tạo ra một cái biến và sẽ bằng là my và nhá, sẽ bằng 10 nhá. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra xem là chúng ta sẽ là my va. Và xem chúng ta xem có lớn hơn 11 không nhá. Các bạn thấy nhá. Ui giời. Có thấy không? Đấy, như vậy nó sẽ báo sai. Chính ra thì nó chính là kiểu boolean nhá. Các bạn không muốn biết kiểu ngắn gọn này, các bạn hoàn toàn phải là boolean như kiểu này. Đấy. Boolean. Đúng nhá. Và chúng ta sẽ viết my va vào đúng nhá. My va đúng nhá. Xem có nhỏ hơn 11 không. Đấy, rồi. Chúng ta kiểm tra nhá. Ta ở cạnh chu đúng nha, các bạn hoàn toàn để gắn luôn cái giá trị đấy bằng chu luôn. Ví dụ như muốn là biến có phải là admin không này, admin không đúng nha, thì mặc định lúc đầu sẽ là false đúng nha. À, enter đúng nha, thì mặc định sẽ ra lúc đầu là false đúng không. Bây giờ mình sẽ in này admin này sẽ là false đúng nha. Thì tiếp theo nữa là mình sẽ gắn nha. Các bạn chú ý này, cái bước gắn này các bạn không được viết theo kiểu như này. Admin sẽ bằng false như này rồi nhá. Alice. Đúng chưa? Bởi vì cái false này nó là ở dạng string đúng không? Các bạn toàn nhá. Khi bây giờ mình sẽ in ra thì bạn sẽ thấy nè. Admin, enter các bạn thấy nhá. False này là một cái keyword, còn đây là một cái string đúng không? Nó khác nhau hoàn toàn nhá. Phải phân biệt rõ ha này. Cái này là gắn cho nó bằng cái giá trị false, còn này là gắn cho nó một cái string đúng không? Khác biệt hoàn toàn. Các chú ý cho mình nhá. Đúng chưa? Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta hoàn toàn để kiểm tra trực tiếp mà không cần sử dụng boolean nhá. Các bạn sử dụng boolean được, còn không thì đây mình sử dụng boolean luôn. Thì đây chúng ta sẽ làm 10, có lớn hơn 7 không? À, trả về chu đúng không? À, thì bạn hoàn toàn để kiểm tra một cái khác, ví dụ như là kiểm tra xem nó có phải là số không? Ok chu. Đấy. À, chúng ta sẽ kiểm tra xem có phải là số âm không? Chu. Ok. Tiếp theo nữa chúng ta hoàn toàn để kiểm tra được số 0 có phải là số 0 không, thì nó sẽ không phải đâu. Đấy, ok. Boolean. Đấy, và sẽ enter thì nó trả về giá trị false. Thì các bạn biết rằng là 1 sẽ là true, ok, và 0 sẽ là false, ok được nhá. Đấy, các bạn hoàn toàn để kiểm tra được tiếp đấy là sẽ là boolean. Các bạn để kiểm tra đấy có phải dạy string không, hello đúng nhá, sẽ là true nhá. Các bạn hoàn toàn này là kiểm tra xem boolean. Các bạn đi kiểm tra xem là cái dãy này phải dãy string không này. Hoàn toàn chúng ta kiểm tra trực tiếp, chúng ta kiểm tra xem cái này, chúng ta giả dụng chúng ta kiểm tra xem cái này nó là cái gì, phán đoán nó trả về giá trị gì nào, chắc chắn là false rồi, bởi vì nó chả biết nó đang kiểm tra cái gì luôn đúng không. Đây là ký tự rộng, phần tử rộng không tồn tại cái gì cả, thì tất nhiên nó trả giá trị false rồi đấy nha. Đấy thì tóm cái túm cái tắt lại đó là chúng ta sẽ có kiểm tra, chúng ta kiểm tra bằng cách gắn cho giá trị, sau đó chúng ta mang đi chúng ta kiểm tra thực hiện công việc đấy, nếu trả giá trị cũ thì chúng ta là nó là đúng, trả giá trị không phải giá trị cũ thì mình làm công việc khác. Thì đấy nói chung là rất là nhiều các cái mục đích để chúng ta sử dụng cái boolean này nha. Hoàn toàn chúng kiểm tra phải số nguyên tố số không này có phải là dạng string không, có phải lớn hơn nhỏ hơn không, có phải bằng không nha. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng bằng đi, ở đây mình không dùng boolean, mình viết thẳng trực tiếp luôn. 10 này có bằng với 7 không, ok chắc chắn phải false. Các bạn nhớ nhá, bằng sẽ là hai dấu bằng nha, còn nếu mình sử dụng một dấu bằng thì nó sẽ gọi đấy là tán tử gắn đấy, gắn đúng không nhá. Thì bây giờ mình ấn một cái nó sẽ enter đấy nhá. Invalid left hand side, các bạn thấy nhá, assignment. Đây nó không phải là một, đây là giá trị gắn, nó bảo là nó không cái nó không đúng với cái phần tử ở bên trái của cái assignment, cái phần tử gắn này. Đấy, sai là cái 10 này. Đấy.
biến không được đứng bắt đầu số mà các bạn hoàn toàn có thể thay đổi bằng sẽ bằng 7.000 đi. Bạn thấy nhá thì nó sẽ đúng rồi nhá. Rồi, đấy là toàn bộ tất cả kiến thức về cái phần phần bullet này được nhá. Cho bây giờ sau đó tiếp tục thì phải JavaScript nhá. Bây giờ mình sẽ dừng đây thôi.